Em đây xin chào tất cả các chị em đang xem livestream của Ni ngày hôm nay nha. Dạ gần đây á thì Ni có chia sẻ về body bơ sữa của nhà Super Mocha cho các chị em sử dụng. Ai khi mà sử dụng xong cũng có được cái làn da trắng sáng mịn màng căng mướt như là da em bé luôn. Trong vòng một tuần thôi là da trắng căng, trắng mọng, trắng tràn đầy sức sống, trắng quý tộc luôn. Và đặc biệt là nói không với trắng ảo nè, trắng bệt nè, trắng tái nhạt, trắng len lỏi do chúng ta sử dụng kem trộn nha. Qua bí quyết đó chính là một ngày chúng ta sử dụng 10 quả bơ, chúng ta nghiền nát, chúng ta trộn với sữa tươi, chúng ta đắp trong vòng một tuần thôi là da trắng căng, trắng mọng, trắng tràn đầy sức sống liền luôn. Và đặc biệt là chúng ta không cần phải sử dụng bơ nguyên chất Đắk Lắk nè, sữa tươi cô đặc nè, hoặc là chúng ta cộng với lại arbutin, hoặc là cộng với lại chiết xuất mầm gạo đâu cả nhà ơi. Và tất cả thì đều được gói gọn trong một cái hũ bơ Mocha như thế này nha. Chấp hết tất cả các loại da luôn, kể cả những bạn nào mà da chúng ta đen sạm, chai lì, da cháy nắng nè, da chúng ta quá nhiều vết thâm nè, đặc biệt là da bạn nào chúng ta bị khô sạm thì chúng ta sử dụng chắc chắn trong vòng một tuần thôi là da trắng sáng mịn màng căng mướt và căng mọng như là da em bé liền luôn. Đây cả nhà nhìn xem da của Ni nè, mặc dù là da của Ni đã rất là trắng rồi cả nhà, nhưng mà khi mà Ni sử dụng cái em body bơ sữa này xong là da Ni á nó kiểu là mềm mịn như là da em bé, cực kỳ là mê luôn cả nhà ơi. Và bây giờ hiện tại là da của Ni nó trắng sáng và bật tông hơn nữa cả nhà. Và điều đặc biệt là cái em này với công nghệ nano siêu phân tử, cho nên khi mà chúng ta thoa lên da cảm giác mềm nhẹ nè, thấm ngay trong vòng 2 giây thôi nha cả nhà, không bớt dít nè, không lộ vân kem mà không trắng ảo nha. Đặc biệt là trong vòng một tuần thôi là chúng ta sẽ thấy da chúng ta trắng tươi mơn mởn liền luôn. Nếu như mà không trắng thì sẽ hoàn tiền lại cho cả nhà luôn nha. Đây đây cả nhà xem nha, một hũ siêu to khổng lồ như thế này nè, không hề độn đáy nha cả nhà ơi. Và chất kem trong đây rất là nhiều luôn, mà giá chỉ có là 3XX thôi cả nhà ơi, có bất ngờ không ạ? Và chúng ta được tặng kèm theo một cái em kem dê như thế này nha. Đây, thần dược chống lão hóa và dưỡng ẩm chỉ sau một đêm nha cả nhà, quá là rẻ luôn á cả nhà ơi. Hai hũ tính ra là chúng ta sử dụng khoảng 4-5 tháng mới hết cả nhà. Mỗi ngày chúng ta phải tốn khoảng 2.000 đồng để dưỡng da thôi, để có được cái làn da trắng sáng mịn màng, chống lão hóa và lấy lại cái làn da tươi trẻ cho chúng ta nha cả nhà. Đây là sự kết hợp mà Ni thấy quá là khoa học, quá là hoàn hảo để nuôi dưỡng cái làn da của chúng ta nha. Và da của Ni là do xài mỗi ngày cho nên là bây giờ da của Ni rất là trắng sáng nè, căng bóng và rất là chắc khỏe luôn cả nhà. Cảm giác là da của mình trẻ hơn rất là nhiều luôn. Và đây bây giờ hiện tại thì da của Ni là chưa có sức kem gì hết á cả nhà. Đây Ni sẽ lao luôn cho mọi người xem nè, nó có độ căng bóng sẵn tự nhiên như thế này luôn á, rất là thích luôn á cả nhà. Đó cả nhà thấy không, Ni đã lao rất là mạnh luôn rồi mà cái bông này không hề dính một xíu kem nào hết. Đây là da mọc của Ni nha cả nhà. Và bây giờ Ni sẽ cho mọi người xem cái chất kem của cái em body này nha cả nhà ơi. Đây chất kem cả nhà, nhìn thôi là ghiền nhưng mà khi mà thoa xong là ghiền hơn nữa. Ni nghiện cái em này luôn á cả nhà, từ khi mà Ni biết đến em này là da quá là đẹp luôn, không những trắng nhưng mà da tràn đầy sức sống luôn cả nhà. Đây cái chất kem này cả nhà ơi, đó mê không ạ. Ống ánh sánh mịn như là một cái ly bơ xay vậy đó cả nhà ơi, cực kỳ là mê luôn. Đó giống như là một cái ly sinh tố xay vậy cả nhà. Và chất kem mùi thơm dịu nhẹ rất là thích nha cả nhà. Bây giờ Ni sẽ thoa lên tay của Ni cho cả nhà xem nha. Cái chất kem này cả nhà ghiền lắm, khi mà thoa là thẩm thấu ngay vào da, hoàn toàn không bớt dính nè, không lộ vân kem và không trôi khi mà chúng ta đụng nước nha cả nhà ơi. Đó, thoa lên là thấm rất là nhanh, cho nên là khi mà chúng ta mặc quần áo màu đen hay là chúng ta, nói chung là chúng ta mặc quần áo cũng không có sợ bị dính đâu, tại vì chất kem này trong vòng khoảng 2-3 giây thôi là cả nhà thấy là thẩm thấu siêu nhanh rồi đó, cả nhà thấy không ạ? Ni thoa vừa thoa lên thôi là chất kem thẩm thấu rất là nhanh vào làn da của chúng ta và cảm giác như là da chúng ta mềm mịn như là da em bé, rất là thích luôn. Đây, Ni sẽ cho mọi người xem nè, đó kem thẩm thấu hết vào da và cảm giác mềm mịn và nó sẽ cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất để nuôi dưỡng cái làn da chúng ta nha cả nhà ơi. Và mặc dù da Ni đã trắng rồi nhưng mà Ni vẫn kiên trì sử dụng mỗi ngày. Thứ nhất là để cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất, những cái collagen cho làn da để nuôi dưỡng làn da chúng ta, và đặc biệt hơn nữa là sẽ chống nắng, bảo vệ da chúng ta trước tác hại của ánh nắng mặt trời nữa nha cả nhà. Cho nên là mặc dù Ni cũng đã 27-28 tuổi rồi nhưng mà da dẻ thì vẫn còn rất là tươi á cả nhà, cho nên là chúng ta phải chăm dưỡng da nha cả nhà ơi. Đây cả nhà thấy không ạ, Ni thoa một lớp mỏng thôi mà da của Ni đã trắng sáng và lên tông nữa nè cả nhà. Ngay lần đầu chúng ta sử dụng thôi là da chúng ta đã trắng sáng và lên tông rõ ràng, và trong vòng một tuần thôi là các bạn thấy là da chúng ta thay đổi rõ rệt luôn, trắng sáng và đặc biệt là nó rất là mềm mịn luôn, cung cấp rất là nhiều độ ẩm, collagen và vitamin cho làn da. Cho nên khi mà bạn nào mà chúng ta ở trong máy lạnh nhiều, làm việc trong máy lạnh thì chúng ta nên dưỡng da để da chúng ta không có bị khô, khi mà da khô thì sẽ rất là nhanh lão hóa luôn á cả nhà.
thơm lắm luôn cả nhà, mùi thơm dịu nhẹ khi mà chúng ta sử dụng body này thì chúng ta không cần phải sử dụng thêm nước hoa nha, quá là thơm luôn á cả nhà. Và sờ vào á, nếu các bạn ở đây các bạn sẽ cảm nhận là da khi mà sờ vào giống như là da em bé, siêu thích luôn á cả nhà ơi. Đó. Và cái em body tinh chất bơ Đắk Lắk này là hoàn toàn organic nha cả nhà, rất là an toàn và lành tính với mọi loại da luôn, kể cả mẹ bầu hoặc là mẹ sau sinh là chúng ta sử dụng được luôn, hoàn toàn không gây kích ứng gì cho da hết nha cả nhà. Và sản phẩm có đầy đủ giấy tờ của Bộ Y tế kiểm định nè, giấy phép lưu hành trên toàn quốc nè cả nhà ơi. Và đặc biệt hơn nữa đây nha cả nhà, có phiếu cam kết bồi thường 100 triệu nếu như mà bạn nào phát hiện trong thành phần của kem có chứa những cái chất cấm hay những cái chất mà gây hại cho da thì chúng ta sẽ được bồi thường lên đến 100 triệu luôn nha cả nhà. Đó, cho nên khi mà chúng ta sử dụng cái em body bơ sữa này chúng ta hoàn toàn yên tâm nha. Và cái em body bơ này là dòng sản phẩm kích trắng của Super Mocha, được đăng ký thương hiệu hàng công ty chính hãng. Và em đi nói không với kem trộn nha cả nhà ơi, cho nên là cả nhà hãy yên tâm nha. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta hoàn toàn yên tâm về làn da của mình sẽ được đảm bảo 100% luôn. Cho nên là các chị ơi, chúng ta hãy nhanh tay comment lại số điện thoại bên dưới để chúng ta sở hữu ngay cái em body bơ sữa này để chúng ta dưỡng da đón Tết ngay bây giờ nha cả nhà ơi. Và đặc biệt hơn nữa là cái em này giống như là công dụng 5 trong 1 luôn á cả nhà. Thứ nhất đó chính là siêu kích trắng bất chấp những cái loại da nào mà đen sạm chai lì luôn. Và thứ hai là sẽ cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất để cấp ẩm cho làn da chúng ta, nuôi dưỡng và bảo vệ cái làn da chúng ta siêu mịn màng căng mướt luôn nha. Và đặc biệt hơn nữa là em này là chống lão hóa nè, chống chảy xệ và làm da chúng ta săn chắc và mịn màng hơn rất là nhiều luôn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng em này thì chúng ta không cần phải sử dụng thêm kem chống nắng nè. Và em này là làm một lớp make up cho chúng ta. Và khi mà chúng ta sử dụng em này là giống như là chúng ta đang được xịt nước hoa, người chúng ta thơm mát luôn cả nhà ơi. Cho nên là không cần phải xịt nước hoa luôn á cả nhà. Những chị em nào mà da chúng ta không đều màu, da chúng ta bị thâm đen nè, chai sạm nè, da chúng ta bị lỗ chân lông to, hoặc là da chúng ta quá khô thì chúng ta sử dụng cái em body bơ sữa này nha. Em đi đảm bảo là tho bơ là thấm, thấm bơ là trắng, và không trắng thì em đi đền tiền luôn nha. Và nói thật với cả nhà là thật sự là Ni cũng là phụ nữ, cho nên là Ni thấu hiểu được nỗi ám ảnh của các chị khi mà chúng ta có làn da đen sạm chai lì, da quá khô mà chúng ta sử dụng quá nhiều loại kem rồi mà vẫn không trắng, không bật tông lên được. Đó, cho nên là em Ni đã xin bên hãng để tặng cho chúng ta một cái hộp kem body này. Đây, đây là body sữa dê nha cả nhà, để tăng hiệu quả thẩm thấu nè, những cái dưỡng chất qua làn da. Bên cạnh đó, kem body sữa dê này còn giúp da chúng ta trắng sáng, mịn màng, căng bóng và thẩm thấu những cái dưỡng chất nhanh gấp 2 lần so với những cái loại kem thông thường. Cho nên khi mà chúng ta kết hợp cả hai là da chúng ta càng ngày càng trắng sáng, và đặc biệt hơn nữa, trắng mà nó độ căng bóng nè, độ mịn màng. Cho nên là các chị ơi, khi mà chúng ta sử dụng kết hợp cả hai này là da những chị nào mà chúng ta đen sạm chai lì cỡ nào thì cũng bật tông lên được hết nha cả nhà ơi. Và để khắc phục những cái nhược điểm cũng như là nỗi ám ảnh của người tiêu dùng về những cái loại kem body ủ trắng nè, trắng bệt, bí da hay là khô da, thì đây em body bơ sữa này sẽ đem đến một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, với kết cấu mỏng nhẹ như là nước thoa, như là không thoa vậy đó cả nhà ơi. Sẽ thấm ngay vào da trong khoảng 5 đến 10 giây thôi, hoàn toàn không bết dính, không độ vân kem, không trôi khi mà chúng ta đụng nước. Và đặc biệt hơn nữa là em này được ứng dụng top thành phần hàng đầu giống như là niacinamide nè cả nhà, và arbutin, được rất là nhiều hãng thế giới tin dùng luôn. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng kem này, thật sự là da chúng ta được nuôi dưỡng và bảo vệ suốt một ngày dài, da chúng ta sẽ càng ngày càng mịn màng và càng ngày càng trắng sáng nha cả nhà. Đặc biệt là an toàn với mọi loại da, hoàn toàn không gây kích ứng gì cho da hết. Và đặc biệt hơn nữa là hôm nay công ty có chương trình sale bơ dành cho những chị em nào, chúng ta để lại số điện thoại bên dưới trong livestream ngày hôm nay, duy nhất trong livestream ngày hôm nay nha các chị ơi, là chúng ta mua 1 sẽ được tặng 1, mua 2 chúng ta sẽ được tặng 3, và mua 3 chúng ta sẽ được tặng 5. Wow, chương trình quá là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Cho nên là cả nhà nhanh tay để lại số điện thoại bên dưới nha, duy nhất trong livestream ngày hôm nay. Cho nên là các chị em ơi, nhanh tay comment lại số điện thoại bên dưới để chúng ta được hưởng cái chương trình sale ưu đãi khủng này nha cả nhà ơi. Và bây giờ thì đi xin phép đọc comment của chị Nguyễn Như Thủy. Kem mini giới thiệu xài thấm nhanh, da chị đen, dùng qua nhiều loại kem vẫn không trắng nổi, mà xài hết một hộp kem bơ cộng với lại dê da trắng mịn mềm mướt ai cũng khen hết, ship cho chị thêm 3 combo nữa nha. Dạ em cảm ơn chị Như Thủy rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Như Thủy đã phản hồi rất là tốt luôn à. Và cả nhà ơi, những chị nào mà chúng ta mua hàng, đặt hàng thì chúng ta nhanh tay comment lại số điện thoại bên dưới nha, bên công ty sẽ gọi điện để chốt đơn cho chúng ta bằng cách là chúng ta comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với lại số lượng nha cả nhà. Ví dụ như là chúng ta đặt 2 combo hay là 1 combo, 1 hộp hay 2 hộp thì chúng ta cộng kèm với số điện thoại để bên công ty sẽ gọi chốt đơn nhanh nhất cho chúng ta, để chúng ta nhanh có được cái làn da trắng sáng mịn màng để chúng ta tranh thủ đón Tết nha cả nhà. Và cả nhà nhìn thấy bao bì của em
em này có đẹp không ạ? Thiết kế độc quyền giống như là một cái trái bơ mini gì đó cả nhà ơi. Dung tích là 200g, chúng ta sử dụng khoảng 2 tháng mới hết, thì tính ra mỗi ngày chúng ta tốn khoảng là 4.000 đồng để dưỡng da thôi, không cần phải đi tắm trắng, không cần phải tốn tiền đi spa mà chúng ta vẫn có làn da trắng sáng mịn màng và siêu khỏe nha cả nhà ơi. Đó cho nên là chúng ta phải ginh ngay cái em này để dưỡng da nha. Và đặc biệt hơn nữa là cái em này nè, thành phần là từ thiên nhiên nhưng mà bao bì cũng từ thiên nhiên luôn, cho nên rất là an toàn và dịu nhẹ với mọi loại da nha cả nhà. Chúng ta có thể là mang theo bên người đi khắp nơi, tại vì em này nhỏ gọn cho nên là chúng ta có thể là mang theo bên người đi khắp nơi luôn, không cần phải sợ cồng kềnh gì hết nha cả nhà. Và đặc biệt là cái em này có đầy đủ giấy tờ pháp lý bảo hộ cho người sử dụng nè, và có giấy cấp phép của sở y tế nè cả nhà. Đặc biệt hơn nữa là có giấy lưu hành trên thị trường, cho nên khi mà chúng ta sử dụng em này thật sự là quá là yên tâm luôn á cả nhà. Thật sự là Ni không có quảng cáo gì hết cả nhà ơi, do là Ni sử dụng cái em này Ni quá mê đi, da trắng sáng mịn màng, và đặc biệt là Ni mê cái chất kem của em này quá, cho nên là mới quyết định là livestream để chia sẻ cho cả nhà yêu của mình, để chúng ta cùng có được cái làn da trắng sáng mịn màng nha cả nhà ơi. Đây bây giờ Ni sẽ cho mọi người xem là cái chất kem một lần nữa nha. Màu xanh lá nè, sánh mịn nè, mùi thơm dịu nhẹ, rất là thích nha. Khi mà thoa lên dây á, lên tay của chúng ta á, là khoảng 2 giây thôi là kem đã thẩm thấu vào da rồi đó, cả nhà thấy không ạ? Đó, Ni vừa thoa là kem thẩm thấu vào da liền. Ni sẽ thoa một lớp nữa cho cả nhà xem nha. Ni quá mê cái chất kem này á, cho nên là Ni mới kiên trì sử dụng tới bây giờ, và càng sử dụng là da càng trắng sáng, căng mướt, mịn màng, mơn mởn như là da em bé, và da chúng ta cảm giác là rất là chắc khỏe luôn á cả nhà ơi. Đặc biệt đó là khi mà chúng ta thoa là sẽ lên tông liền luôn nha, trắng thật chứ không phải là trắng ảo đâu nha cả nhà. Đây Ni sẽ cho mọi người xem đó, cả nhà thấy không ạ? Ni vừa thoa là kem tan ra như là tuyết và thẩm thấu vào da rất là nhanh luôn, cho nên là Ni rất là xuyên thoa cái kem này. Với những cái loại kem body trước Ni khi mà Ni sử dụng á, thì Ni cảm giác rất là lười thoa cả nhà, nhưng mà với cái body này á là Ni xuyên dữ lắm, tại vì á thoa thẩm thấu quá là nhanh. Đây cả nhà nhìn thấy không ạ? Lên tông rất là rõ luôn, vừa thoa là lên tông liền luôn, và da cảm giác mềm mịn liền luôn nha cả nhà ơi. Ni mê em này lắm, cho nên là mới thật lòng là khuyên các chị em nào, mà những chị nào mà chúng ta có làn da đen sạm chai lì mà trước giờ chúng ta sử dụng quá nhiều loại kem rồi mà vẫn không trắng không bật tông lên được, thì chúng ta hãy ginh ngay kem body bơ sữa của nhà Mocha nha cả nhà. Thật sự là sử dụng kem này xong là mê là ghiền, không muốn sử dụng bất kỳ một cái loại kem body nào khác đâu cả nhà ơi. Và chúng ta hãy nhanh tay comment lại số điện thoại bên dưới để chúng ta sở hữu cái làn da trắng sáng mịn màng, để chúng ta kịp đón Tết nha cả nhà. Bye bye cả nhà yêu của mình nha.